đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2021 bị Hải quan quốc tế tạm giữ hành lý vì lý do bất ngờ khiến fan lo lắng. Chiều ngày 16 tháng 10, người đẹp Ái Nhi đã chuyến bay đến thủ đô Cairo tham dự Hoa hậu Liên lục địa. Cô đem theo hơn 80kg hành lý, vì mang nhiều vali nên hải quan ở sân bay đã mở ra kiểm tra, nghi ngờ kinh doanh trái phép. Hải quan đề nghị giữ lại số hành lý ký gửi hoặc người đẹp đóng phạt khoảng 4.000 USD mới được đi tiếp. Ái Nhi cho biết, tôi đã giải thích đưa giấy tờ chứng minh nhưng không được. Khi đó tôi sắp chạy chuyến bay tiếp theo đến Arms LSS nơi diễn ra cuộc thi nên phải đi gấp. Ban tổ chức cho biết sẽ làm việc với sân bay và gửi số đồ này ra cho tôi sau. Ái Nhi đến Amsterdam lúc 1 giờ ngày 17 tháng 10 giờ Việt Nam, chỉ kịp sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi đôi chút rồi bước vào ngày học tập mới. Chỉ giữ lại vài bộ quần áo và không có bikini cho buổi chụp hình đầu tiên, cô đã liên hệ với ekip ở Việt Nam nhờ hỗ trợ. Nhờ Ái Nhi bay nói chuyến, cô phải lập tức lên đường đến Amsterdam nơi đăng cai cuộc thi và chỉ giữ được lại một ít trang phục. Tổng 15 vali vẫn ở lại sân bay Cairo để ban tổ chức làm việc và vận chuyển đến sau. Dù gặp sự cố ngay khi đặt chân đến Ai Cập, Ái Nhi vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, cố gắng nhập cuộc. Ái Nhi chỉ có khoảng một tháng để chuẩn bị trang phục và các kỹ năng cho cuộc thi. Cô cho biết tự tin vì vốn tiếng Anh tốt, đơn vị giữ bản quyền giúp cô lo các thủ tục, giấy tờ, vé máy bay. Trước khi Ái Nhi ra sân bay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại công ty quản lý của cả hai để động viên tinh thần cũng như dặn dò người đồng nghiệp thân thiết của mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tinh thần để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi ở đất nước Kim Tự Tháp trong khoảng thời gian hơn 10 ngày. Dù thời gian tham dự cuộc thi khá gấp rút nhưng Trần Hoàng Ái Nhi vẫn được ekip chuẩn bị tốt về mọi mặt. Đây cũng là lần đầu Ái Nhi xuất ngoại nên gia đình đã sắp xếp công việc cùng Ái Nhi sang Ai Cập để luôn bên cạnh động viên, cổ vũ hết mình với hy vọng con gái sẽ làm rạng danh nước nhà. Trước đó, người đẹp từng bật khóc khi biết bản thân không nhận được sự ủng hộ của ba mẹ khi cô quyết định tham gia đấu trường nhan sắc này. Vì tình hình dịch bệnh nên bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của Ái Nhi không thể ra sân bay để tiễn cô. Tuy nhiên, những fan sắc đẹp luôn dành cho top 10 Miss World Việt Nam 2019 sự khích lệ và ủng hộ từ xa. Bên cạnh Đỗ Thị Hà thì Á hậu Ngọc Thảo cũng xuất hiện và cho biết bản thân sẵn sàng làm hậu phương để lắng nghe những tâm sự của Ái Nhi nếu cô gặp áp lực tâm lý tại nơi đất khách quê người. Ngoài ra, Á hậu Phương Anh cũng bộc bạch, mọi người tin tưởng vào Ái Nhi, biết rằng Nhi sẽ làm nên chuyện. Ái Nhi chỉ cần là chính mình, không cần là ai khác và thoải mái để tỏa sáng trên sân khấu. Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998 đến từ Đắk Lắk. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng, 86, 60, 90. Từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hiện người đẹp theo học ngành kinh doanh thương mại của Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia Miss Intercontinental 2021, Ái Nhi đã có kinh nghiệm chinh chiến ở hai cuộc thi nhan sắc lớn trong nước là Hoa hậu Việt Nam 2020 và Miss World Việt Nam 2019. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu số đo 3 vòng chuẩn và hiếm người đẹp nào có được. Chính vì thế, người đẹp được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ giành được thành tích tốt tại cuộc thi này. Hoa hậu Liên lục địa diễn ra lần đầu tiên năm 1973, trở thành một trong những cuộc thi lâu đời và uy tín bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàng Vũ. Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 49 diễn ra cuối tháng 10 tại thành phố du lịch nổi tiếng của Ai Cập. Năm 2020, cuộc thi không tổ chức vì dịch. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này thuộc về Lê Âu Ngân Anh với giải Á hậu 4. Hãy cùng Tụi Trẻ Việt TV đón chờ sự tỏa sáng của Ái Nhi để đấu trường Hoa hậu Liên lục địa sắp tới nhé. Và đừng quên like và share cũng như đăng ký Tụi Trẻ Việt TV để cập nhật thêm nhiều thông tin giải trí khác.